Người Việt Nam tại Lào hiện nay có thể là thế hệ thứ hai hoặc thứ ba, hoặc là lớp trẻ lựa chọn cuộc sống mới. Họ là những người tri thức, doanh nhân hay đơn thuần chỉ là những người dân lao động bình thường. Dù ở những ngành nghề nào, thì những người dân Việt trên đất Lào luôn có sinh hoạt tâm linh như để hướng về quê hương và tô đẹp văn hóa Việt trên đất nước triệu voi. Bất cứ là thầy cần lúc nào là thầy kêu, thầy gọi là chị em chúng tôi lúc nào cũng lên chùa để mà giúp thầy và giúp công việc ở chùa. Chúng tôi rất là vui và thấy trong tâm nó nhẹ nhàng để mà có thời gian lên chùa để mà làm công quả. Và mình lớn tuổi đấy, mình thích lên chùa để có gặp bè gặp bạn và làm công đức trên chùa. Đến nay đã là thế hệ thứ hai, vì thế bà con người Việt có sự gắn bó mật thiết với văn hóa Lào trong cả đời sống hàng ngày lẫn sinh hoạt tâm linh. Song song với việc tham gia vào các đạo tràng của người Việt, những Phật tử này cũng đến sinh hoạt tại các tự viện Nam Tông Lào. Cô đi chùa Lào thì phần nhiều cô cứ đến buổi sáng, nếu mình muốn đi khất thực thì mình sáng sớm khất thực, còn buổi trưa thì mình làm những các món ăn, món gì thì cúng dường các chư tăng. Lễ cúng dường còn có ý nghĩa con cái mang phúc cho bà con, họ hàng người thân đã khuất như ông bà, bố mẹ. Người Việt đi chùa này cũng rất đông. Điều này cho thấy sự gắn bó mật thiết trong mối quan hệ Việt-Lào. Người Việt Nam đang sinh sống và lao động tại Lào, đang từng ngày dung hợp với văn hóa Phật giáo nơi đây, qua đó giúp nối tiếp dòng chảy của con lạc cháu hồng nơi xứ sở Triệu Voi.